Và bây giờ là phần thi của đơn vị TTC Thủ Đức với bạn Phạm Khánh Ly và bạn Trần Quốc Hào. Chính là đơn vị cuối cùng trong phần thi trang phục tự chọn. Tiếp đến trang phục thứ hai, những hai vị cho mình bỏ trang phục vừa thích hợp và vừa sang trọng. Với chiếc đầm của Khánh Ly, Khánh đôi cùng với Quốc Hào trong bộ vest đầy lịch lãm, chỉnh chu khiến cho cả hai luôn nổi bật và thu hút dưới mọi ánh nhìn. Và thưa quý vị, một trọng vỗ tay thật lớn nữa vì chúng ta đã vừa được nhìn ngắm phần dự thi của 14 đơn vị trong phần dự thi trang phục tự chọn.